yêu thế chứ. Xinh á, sao Thanh Hương nhìn thấy ai xinh à? Ôi trời ơi, hôm nay tóc em như con gà, xinh em phải bờm lên. Nhìn màu tóc này đẹp đấy chị nhỉ? Thanh nhìn trên đây thôi mới nhìn thấy là nhìn. Chị đoán rồi em ạ. Bởi vì khoai sau những lần ăn quá nhiều. Ơ sao mày tự dưng mày lại đi xuống đây? À, Thanh đi chợ đúng không? Bỏ học con hành sớm sủa thế.